Xin chào tất cả các bạn. Trong video kỳ này thì mình sẽ làm bánh bò nướng chảo và được lấy cảm hứng từ chiếc bánh takoyaki của Nhật. Mình áp dụng cho cái bánh bò nướng chảo. Bánh thì rất là ngon, rất là phù hợp với khẩu vị của người Việt Nam mình. Hình thức thì nhìn rất là vui mắt. Và sau đây các bạn hãy theo dõi cách làm của mình nhé. Và cái công thức bánh bò kỳ này thì nó sẽ hơi khác một chút nhé. Và đầu tiên là mình sẽ làm cái bột hồ. Mình cần có là 200 ml nước và 40 g bột gạo. Mình bỏ lên bếp, mình khuấy lửa nhỏ. Mình khuấy cho đến khi mà nó đặc lại giống như hồ đó các bạn. Cái này kêu là bột hồ đó. Mình áp dụng cái kỹ thuật là khuấy bột hồ than hong đó cho cái công thức này. Các bạn khuấy một hồ thì nó thành hồ. Rồi các bạn sẽ để một bên cho nó nguội chút xíu ha. Kế đó thì mình sẽ đi chuẩn bị cái phần bột. Mình cần có là 270 g bột gạo, 30 g bột năng, 1 phần 3 muỗng cà phê muối. Bột gạo thường thôi các bạn. Nếu mà các bạn dùng bột gạo lọc thì các bạn dùng hoàn toàn bột gạo lọc, không cần phải cho bột năng ha. Và mình cần có là 210 ml nước dừa tươi, 6 g men men khô nở nhanh đó các bạn. Các bạn bỏ vô, các bạn trộn đều lên. Một muỗng canh nước cốt chanh. Nước chanh thì nó làm khử cái mùi bột gạo cũ và nó làm dậy lên cái mùi thơm của bánh đó các bạn. Và các bạn cho toàn bộ cái phần hỗn hợp bột hồ nhé. Bột hồ là nó chỉ còn ấm ấm thôi ha, nó không được nóng nha các bạn. Nóng mà nó sẽ làm chết men đó. Và các bạn trộn đều lên, trộn đều lên chứ không có cần nhồi đâu các bạn. Tại vì hỗn hợp bột của mình nó ướt lắm. Và các bạn để đó, các bạn ủ 90 phút cho mình nhé. Trong thời gian đó thì các bạn đi nấu hỗn hợp nước cốt dừa. Mình cần có 170 ml nước cốt dừa và 150 g đường cát trắng. Các bạn nấu cho nó sôi lên trên lửa vừa nhé. Các bạn nấu mà cho đến khi nào nó sôi và cái hỗn hợp các bạn nhìn nó phải trong luôn á. Nấu cho nó trong lên, nó trở trong là có nghĩa nó ra được cái tinh dầu dừa đó, thì trộn vào cái bột nó sẽ rất là thơm nha các bạn. Và bột của mình đã ủ được sau 90 phút rồi nè các bạn. Và cái hỗn hợp nước cốt dừa và đường là các bạn cũng để cho nó nguội bớt chứ không có được nóng quá. Và các bạn trộn vô với là cái hỗn hợp bột này. Thì các bạn quan sát nè, lúc mà mình chưa ủ á thì cái mặt của bột của mình nó chỉ có chút xíu bong bóng thôi, là cái này men nó đang hoạt động đó. Và các bạn tiếp tục ủ ủ chừng 1 tiếng đồng hồ nữa nhé, ở ở nhiệt độ phòng. Và đây là cái hỗn hợp của mình sau khi mình ủ 1 tiếng đồng hồ. Thì các bạn nhìn cái mặt bột của mình có rất là nhiều bong bóng khí. Các bạn ủ đến khi mà các bạn thấy có nhiều bong bóng khí như vậy mới được nha các bạn. Nhiều khi sau 1 tiếng đồng hồ mà các bạn không có thấy được nhiều cái bong bọt bong bóng khí như vậy là bột của mình không có được, các bạn phải ủ nha. Bọt khí nó không có được nhiều là có thể men các bạn có thể là bị yếu đó. Thì các bạn phải cần phải cho thêm men vô cho nó hoạt động mạnh hơn các bạn ha. Và sau đó các bạn cho vô đây là 2 muỗng canh dầu dừa cho nó thơm cái bánh của mình. Và kế đó là mình có thể đi nướng bánh được rồi các bạn. Ở đây là mình có 2 cái khuôn. Cái bánh mà các bạn làm theo cái kiểu mà tròn tròn như trái banh của mình đó, là các bạn cần phải có cái khuôn bánh khọt mà cái dạng nó phải tròn tròn vo của nửa hình tròn, hoặc là cái khuôn này là cái khuôn không dính nha các bạn. Nếu mà cái khuôn bánh mà nó chẹt quá thì nó sẽ ra cái hình dáng bánh của mình nó không có được tròn lắm ha. Và mình làm nóng khuôn ở cái lửa thấp nhất nha các bạn. Và sau đó mình sẽ đổ bột vô gần đầy khuôn.
và các bạn đậy nắp lại, các bạn để cho nó nướng ở trên chảo chừng 4-5 phút gì á. Khi mà các bạn thấy mà cái mặt bột nó khô ráo á, các bạn thấy nó có rất là nhiều cái lỗ khí á, là có nghĩa là cái bánh của mình rất là xốp, có rất là nhiều rễ tre ở trong ha. Và sau đó thì các bạn trở cái bánh, các bạn trở giống như mình làm ở trong video này nhé, trở một nửa thôi, xong rồi cái bắt đầu đổ bột vô tiếp. Rồi các bạn để cho cái bột nó hơi ráo ráo, bắt đầu các bạn xay. Nếu bạn nào chưa nhấn đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh cho mình với nhé. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Làm rất là dễ, các bạn làm chừng 1-2 lần đó là các bạn quen tay à. Cũng thỉnh thoảng các bạn trở cho cái bánh nó vàng đều ha. Đó, nếu mà các bạn thấy thiếu bột thì các bạn cho bột vô thêm cho cái bánh của mình nó tròn, cái dáng nó đẹp đó các bạn. Thì một cái bánh mình nướng cho đến khi mà nó vàng vừa ý thì chừng 10 phút cho tới 12 phút gì đó các bạn. Trên lửa nhỏ nhất nha các bạn. Nếu mà các bạn dùng bằng cái chảo không dính á, thì cái bánh của mình nó đỡ cháy hơn. Còn các bạn dùng cái chảo mà bằng gang á, thì cái bánh của mình nó cháy, cái vỏ bánh nó cháy dễ hơn đó các bạn. Và các bạn cứ tiếp tục các bạn làm cho đến hết thôi ha. Và cái công thức này các bạn làm được cỡ chừng 20 cái bánh bánh tròn như vậy. Khi mà các bạn là nướng bánh xong á, mình muốn cho cái dáng bánh nó được tròn, nó giữ tròn cho đến khi nguội luôn á, thì các bạn để nó vô trong cái khuôn bánh khúc khác nhỏ này nè, để cho nó giữ cái dáng. Chứ nếu mà các bạn để liền qua bên cái vỉ nướng như vậy á, thì cái bánh của mình nó sẽ bị mớp á các bạn, nó không có giữ dáng được á. Đây, thành phẩm của mình đó các bạn, mình làm mấy cái trước nó không có đẹp nên mình không có khoe cho các bạn. Và đây là thành phẩm của mình nè các bạn, rất là dễ thương, rất là bắt mắt ha. Với cái kỹ thuật mà khuấy bột hồ và áp dụng vào cái món bánh bò này đó các bạn, cái bánh của mình nó rất là mềm. Và đây là bên trong bánh của mình nè các bạn, thấy rất là nhiều rễ tre. Mình có cảm giác mình ăn nó không có thua gì một cái bánh mà làm từ cơm rượu đó các bạn. Và đặc biệt đó là khi mà cái bánh nướng này á, mà nó không có trứng rồi đó, thì nó rất là dễ bị cứng. Cho nên đó là mình dùng cái bột hồ thì cái bánh của mình nó vẫn duy trì được cái độ mềm của cái bánh. Cái bánh của mình để cho tới ngày hôm sau ở nhiệt độ phòng. Thì tại vì mình làm bằng bột gạo thường đó, mình có pha bột năng á, cho nên cái bánh nó sẽ hơi cứng lại một chút. Nhưng mà các bạn chỉ cần hâm ấm bằng microwave chừng vài giây, 5, 10 giây, 20 giây gì đó, là cái bánh của mình nó sẽ mềm lại như mới vậy đó. Và cái bánh này sau một ngày á, thì các bạn có thể đem cất để tủ lạnh, mình để dành mình ăn từ từ được trong vòng một tuần. Và có thể để lâu hơn thì các bạn để trong ngăn đá để dành ăn nhé. Một món bánh rất là dễ làm, nhưng mà hương vị thì không thua kém gì một chiếc bánh truyền thống làm từ cơm rượu. Và các bạn hãy làm thử nhé. Có gì hãy cho mình biết ở phía comment bên dưới video. Mình sẽ trả lời sớm nhất có thể. Và video của mình đến đây đã hết. Mình cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.